giờ hướng dẫn mọi người là đặt một cái lệnh long BTC ha, đặt limit đi. Ví dụ như đặt limit chỗ này. Ví dụ như BTC hiện tại về giá hiện tại nó là 34.220 đi. Ví dụ như bạn muốn đặt limit. Limit là lệnh chờ ha. Đây, ví dụ limit thì bấm vô limit này trên sàn Bybit ha. Ở đây là mình X20. Đó, mình chỉnh đồng 7 xong muốn chỉnh sao mình chỉnh. Để đây là mình để X20. Lưu lại. Ok, 21 thì là 21 phải không? Chỉnh là 20 đi. 20 cho nó dễ. 20 lưu lại. Bây giờ mình đóng đặt lịch limit thì để có limit đây. Ở đây có limit đang market. Market là vô giá thị trường giá hiện tại luôn. Ví dụ như hiện tại giờ muốn muốn long BTC giá gì á thì ví dụ như bấm market là mình chỉ cần nhập cái giá tiền vô mình bấm bán là nó sẽ bán luôn hoặc là mua là nó sẽ mua luôn. Đó là market đang. Còn này để hướng dẫn lệnh limit ha. Limit. Dù tôi muốn đặt con giá là hiện tại giờ BTC là 34.160 phải không? Giờ tôi đặt 33.000. 33.300, 33.300 đi. Với độ 7 là 20, 500 đô. Ý 20 đô. Thì lấy 400. 400. 400 ở đây mình tốn 19 đô này. Đây, mình tốn 19 đô. 19 đô bây giờ mình đặt là lệnh lệnh long. Long mình đặt lệnh long ở đây và cả TP stop loss chứ cả bấm vô TP stop loss. Nếu mình đặt lệnh long á như thế này phải không? Long. Ở đây nó có hai cái chốt lời viền lỗ. Đây nè, viền lỗ đây. Ví dụ như tương viền lỗ là nãy là long là 3 3333 phải không? Viền lỗ là 32.000 chẳng hạn. Đó, nó sẽ lỗ 15 đô. Còn TP là 79%. Thì bây giờ là 35.000. Đó, 20 đô. Cái này lệnh long ha. Rồi, mình bấm chữ xong. Xong. Rồi, bấm chỉ còn xác nhận. Xác nhận đây. Bấm chữ mua long lên. Thì nó sẽ hiển thị như thế này nè. Giá bầu lệnh. Số lượng bao nhiêu. Đó, số lượng phí giao dịch. Chi phí lệnh. Giá trị. À, là 399 đô nè. 399 đô cộng với đồng 7 á. Vì để đồng 7 là chị mình nhận X20. TB nè. TB là TB trước là 35.000. À, stop loss mình 32.000 nha. Lệnh market tới đó là nó sẽ tự động khớp lệnh cho mình. À, mình bấm xác nhận. Đó là nộp đơn đây. Nộp đơn sẽ có một cái lệnh chờ nằm đây. À, lệnh chờ nằm ở đây. À, nói gì lên lo. Còn ví dụ như muốn sót. Muốn sót mọi người tính sao? Thì cũng đặt giống gì đây? Đó, cũng cài TP stop loss lên đó cũng được. Mình bấm chữ bán. Nè, bán đây. Hồi nãy mình bán lúc 33.000 thì mình đặt TP stop loss ở đây. Ví dụ như mình ở đây là ban nãy là 33, nãy đã mình đặt là vị thế nhiêu? À, 3333 muốn sót xuống. Ừ, gì không được. Ví dụ như là ở đây 4.000 đi, 35.000 đi. 35.000, 35.550. Sót 20 đô, mình cài TP stop loss dẫn ý 20 ha. Đó, mình cài bán mình như sót thì mình để dự bán. Đó, ở đây cũng có là chốt lời nè, dừng lỗ. Ví dụ như mình bán mình mua 35 là dừng lỗ, mình sót xuống mà. Ví dụ như 36.000 mình dừng lỗ. Đó, 36.000 lỗ là mình mất là 25 âm 25% là mất gần 5 đô. Chốt lời chốt làm sao? Chốt lời giờ nãy mình sót là 35.000 phải không? 34.000. À, 34.000, 34.000 thì mình được 17 đô. Mình bấm chữ xong. Đó, xác nhận. Đó, mình bấm chữ mua. Đó, xác nhận đây. Nó sẽ có ra vị thế cho mình. Sẵn vị thế hàng giống như lên bán này ha. Đó, nó ghi rõ ở đây. Bấm xác nhận thì nó xác nhận thì nó sẽ nộp đơn đây. Ủa chính luôn rồi ở trời dính luôn rồi. Ở chốt cắt đi.
rồi lên Long Nguyên lên sót tạm thời gì vậy ha.